Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh về ẩm thực mạng thân cổ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Khôi giới thiệu đến anh em một bộ ghé thuộc dòng đẳng cấp high-end cũng như là cũng cao cấp so với những cái món đồ cổ mà Khôi đã từng bán. Đó là loa tăng noi đồng trục, model của nó là Aden MK2. Đây là bản 4 tấc đây này, đây là một trong những cái cặp loa lớn của hãng. Bên cạnh đó thì ghép với một con âm ly dòng high-end đến từ Acuphase E407. Thì như thế này, trước giờ thì tăng noi kể cả những cái cặp Tunberry, GR v.v. thì Khôi cũng đều ghép đèn cổ, nhưng mà để thay đổi một chút xíu, cũng như để anh em những người chơi có cái sự so sánh về chất âm, cùng là ghép với cặp loa này, cùng là nhưng mà mình đổi qua một con âm ly đời mới nhiều tiền, có thể gấp tới 3 lần với cái con này, để anh em cùng nghe là nó có cái sự khác biệt gì, hay là nó chỉ là một cái thương hiệu để trưng bày cho đẹp, còn về chất âm thì nó so với các cái đồ cổ rẻ tiền thì như thế nào, thì anh em sẽ có cái nhìn nó rõ hơn, đánh giá nó khách quan hơn. Tại vì Khôi là người bán, nhiều lúc Khôi nói thì anh em cho rằng là mình khuyết trương, mình khoa trương để mình buôn bán, nhưng mà thực sự là mỗi người có một cái cảm nhận và một cái sở thích khác nhau. Riêng cá nhân của Khôi thì Khôi thích cái sự mộc mạc, nên là Khôi chơi đèn thì nó ngọt ngào và trầm gãi đó, nên là mọi người lại lựa chọn cho mình một cái phương án khác nhau ha. Rồi thì cái cặp loa ngày hôm nay em thì bình thường là Khôi tháo lưới, nhưng mà nhiều anh em cũng yêu cầu là mình đệ lưới để mình nhìn được cái chính xác là khi mình lắp vào nó như thế nào và cái hình thức nó, nên em ha, lưới Khôi để lại luôn anh em, logo luôn ha. Thì cái dòng này là dòng ba mảnh rất là đẹp, được người chơi đánh giá cao về cái thiết kế, nó cổ điển, và thứ hai nữa là nó đẹp đó. Và cái này là ngoại hình lớn anh em nha, anh em lưu ý là chiều cao của nó tới 1m09, coi như 1m1 á, chiều cao lên á ha. Rồi và cái chiều rộng của nó thì nó tới coi nhớ không nhầm là nó tới 7 69 70 á đó, nên anh em lưu ý về cái kích thước để mình trưng bày ha. Rồi đây Khôi sẽ tháo, quay xong rồi Khôi sẽ tháo lưới anh em cùng xem ha. Và đây này, cái đời gỗ này anh em nói là đời gỗ ốc chó, đây nó rất là đẹp, phiên bản này là đời gỗ đẹp nhất anh em, đẹp nhất ha. Đó, anh em cùng xem kỹ, đời gỗ đẹp nên cặp này nó sẽ có cái giá trị về thẩm mỹ nữa. Thì cái chỗ này nè, chỗ này nè, do bưng lên lầu á, cầu thang nó nhỏ á, nên nó có bị dập cái chỗ này nha, nói rõ vậy. Còn mấy cái chỗ này thì mình thông cảm cho nó qua, tại vì đây là đồ cổ mình không có dọn ha. Đó, nhìn từ xa không thấy được đâu nè, mà nhìn lại gần thôi, chân càng đẹp anh em nha, chân càng đẹp, mọi thứ đẹp. Rồi bây giờ Khôi sẽ tháo lưới ra nè nha, anh em đợi Khôi tháo lưới. Rồi đây nè, nhìn từ xa nha, đó anh thấy đẹp ghê không, hai cái loa nó 100% với anh em luôn, là nó giống nhau anh em đó, nó màng đẹp không bị dơ, kiềng gôn zin không tút tát nha. Đó, anh em cùng xem qua, rồi mình sẽ đưa máy gần anh em cùng xem. Đây nè, kiềng này zin anh em nha, không có sơn tút anh em nha, đó không có sơn tút, rất là đẹp. Đó, màng bát các thứ là không có bị bụi bẩn dơ ha. Đó, dòng này thì dòng gân mút anh em nha, dòng gân mút ha, rất là mềm anh em này, bát này đánh rất là tuyệt vời luôn. Đó, rồi dưới có ba cái lỗ hơi nè và cái cốt xe vừa tinh chỉnh nha. Đây, tùy theo cái thể loại cái tai nghe của mọi người thì mình sẽ chỉnh theo cái thể loại nhạc. Rồi về mọi thứ là đẹp này, đẹp ha, kể cả cái mặt đít cũng đẹp luôn, mặt đít thì phải quay nó lại thì mới nhìn được, vì ở đây cái không gian nó nhỏ này, ví dụ như Khôi để ở trong này nên là muốn lấy của nó là phải kéo nó hết rồi mới bê nó ra được, nói chung là cực lắm. Nên bây giờ hôm nay Khôi quay clip này, Khôi cũng muốn bán nhanh và lẹ để lấy chỗ cho những cái cặp loa khác về, nên anh em nào có nhu cầu thực sự thì liên hệ với Khôi ha, đặc biệt ở Sài Gòn thì Khôi sẽ có cái giá tốt nhất, đưa xe tới chợ này hoặc là mình kêu ba gác chở tới nhà nhé. Rồi tiếp tục thì Khôi sẽ quay cái loa cho anh em cùng xem phía sau. Đây anh em, đây cái mục đích của nó ha, cọc loa zin đầy đủ này, cọc loa zin nha, cọc bắp chuối cắm vào cũng được, thùng bắp này nè, quay rõ ràng để anh em xem.
trên ở dưới này đầy đủ ha. Đó, anh em cùng xem kỹ để khi mình mua về là mình đúng với cái món hàng mình đang sự ăn thích đó ha. Đó, cọc loa này rồi mọi thứ là ok ha. Đó, quay kỹ cho anh em xem luôn. Cái mặt này thì lúc nãy quay rồi. Rồi ok, à, mọi thứ là xong. Bây giờ thì Khôi sẽ test chất âm với âm đi Acouphony E407 nha. E407. Con này cũng một trong những cái con lớn của hãng. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với Khôi ha. Thì hiện tại cái con này nó gọi là hàng lớn. Hàng lớn chứ không phải là hàng đập thùng. Có đời là đập thùng xốp mà Khôi thùng xốp hàng công ty bảo hành. Có đời thì hàng lớn thì nó sẽ có cái mức giá tốt hơn nha. Mặc dù zin cũng tuyệt đối 100% và đẹp cũng gần như mới. À, nhưng mà gọi là lướt thì giá nó rẻ hơn nhiều này nha. Con này thì hiện tại bây giờ nó dao động từ 75 đến 80 triệu. Nhưng mà giá của Khôi bán thì rẻ hơn nhiều này. Đơn quân nói chung rẻ hơn rất là nhiều. Để cho những anh em nào mà biết cái món này thì alo cho Khôi để cùng nhiều luôn nha. Rồi, bây giờ là test chất âm. Rồi phần cuối là sẽ báo giá. Mưa rơi rơi, lòng ai như chờ.
thử để anh em cùng nghe nghe qua điện thoại, quay bằng điện thoại thì nói chung là mình cũng hình dung thôi, đeo tai phone vào thì nghe đỡ đỡ chút, nhưng mà thực tế thì về cái không gian, về cái vị trí của mình thì nó sẽ khác đi nhiều nên nhé, đó là điều hiển nhiên. Rồi cặp loa thì rất là đẹp, đặc biệt là đời gỗ ốc chó nhé, nên nó sẽ có giá trị hơn, mặc dù là chất âm thì không không hơn, nhưng mà nói về đồ cổ thì nó có giá trị hơn, cũng như một cặp loa đẹp và liên lạc đẹp, mức giá nó sẽ chênh lệch nhau rất là nhiều. Trên thị trường 50 cũng có, 55 cũng có, 58 cũng có này đó, nên dưới 50 cũng có, nên mình tìm hiểu kỹ thì mình đánh giá khách quan cho món hàng. Thì giá của Lê Claudio thì tùy theo anh em chuyển khoản, tùy theo anh em ở tiệm hay là ở thành phố thì sẽ có cái mức giá nên nhé, giá tham khảo trên 50 triệu. Anh em nào biết chơi có nhu cầu thì liên hệ với tôi để mình cùng trao đổi, trên 50 nhưng mà chắc chắn sẽ dưới 55. Rồi còn có 5 ly thì tôi đã nói rồi, thì anh em nào đây là hàng size lớn nên sẽ có cái mức giá tốt hơn rất nhiều so với hàng tầm thông. Tôi xin cảm ơn và hẹn gặp anh em ở tiếp sau, nhớ đăng ký kênh cũng như bật chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất. Tôi đã đăng ký kênh.